Hai đứa ơi, bố có dưa hấu cho hai đứa này. Dưa hấu ngon quá bố ạ. Bố thật là thiên vị mà. Của con thì bố không gọt sẵn, nhưng mà của em như này gọt sẵn cô. Dưa nào mà chả là dưa, dưa phải để cả vỏ, ăn nó mới giòn. Bố là thương con đấy, bố mới để dưa cả vỏ cho con ăn cho nó giòn đấy. Bố là thiên vị mà. Của chị bố để cho cả vỏ ăn nó giòn. Đã thế mình cũng phải ăn vỏ mới được. Này hai anh em, mẹ cho dưa hấu này. Dưa hấu mát quá mẹ. Đúng thật là mẹ thiên vị anh mà. Dưa hấu của anh thì mẹ gọt vỏ cho, nhưng dưa hấu của mình mẹ chả gọt vỏ cho mình gì cả. Mẹ để cả vỏ cho con ăn nó giòn đấy. Con ăn cả vỏ nó càng ngon chứ sao. Ui, mẹ đúng là thiên vị em mà. Mẹ để em ăn dưa hấu có vỏ ăn nó giòn, mình lại không được ăn vỏ. Ăn này chả giòn, ăn vỏ cho nó giòn, mẹ hết thiên vị. Hai đứa ơi, mẹ cho dưa hấu này. Dưa ngon và ngọt quá mẹ ơi. Mẹ đúng là thiên vị mà. Dưa của chị thì mẹ lại gọt vỏ, mà dưa của con chẳng gọt. Hai chị em con là một mà, mẹ thương cả hai chị em. Cái vô dưa mẹ để cả vỏ để ăn càng giòn càng ngon ấy. Mẹ đúng là thiên vị mà. Đã thế thì mẹ ăn vỏ cho nó giòn, mẹ hết thiên vị luôn. Này hai đứa, bố cho hai đứa ổi này. Bố ơi, ổi ngon quá bố ơi. Bố đúng là thiên vị mà. Ổi của chị thì bố gọt hết vỏ, ổi của mình chẳng gọt. Hai bọn con là chị em với nhau mà. Ổi để cả vỏ ăn càng giòn chứ sao con. Úi giời, đúng nè, bố thiên vị chị mà. Ổi ăn vỏ mới giòn, lần này bố hết thiên vị mà. Đã thế mình ăn vỏ luôn. Anh em ơi, mẹ cho cái bể bơi này. Con xin. Ơi, chơi ngay mình nghỉ đi nhá. Bể bơi này mình tao bơi vừa thôi, hai người hỏng bể đấy. Ơ mẹ ơi, anh đâu không cho con bơi bể bơi cùng kìa. Thôi lần này con nhường cho anh ấy. Thấy chưa, mày nghe đến mẹ nói gì chưa. Con xin, cảm ơn nhá. Đây, mẹ cho con Trinh cái bể bơi này này. Thiên vị mà, Trinh tụi mày bơi to thế. Mày qua mai mới lên được lúc làm. Con này đứng lại. Ô anh là ai? Anh bao nhiêu tuổi mà anh dám chặn em? Thế năm nay mày học lớp mấy rồi mà mày cầm gì trên tay kia? Năm nay em học lớp 5 rồi đấy. Lớp 5 à? Tao lớp 8 đây. Biến. Lớp 8 mày cướp được xúc xích chứ, lớp 5 được ăn xúc xích. Ui, thằng kia đứng lại. Bà học lớp mấy rồi mà bà cướp xúc xích? Cháu của lớp 8 rồi đấy nhá. Tao mẹ của thằng học lớp 10 đây. Tôi xúc xích đây. Biết. Lớp 8 mày đã dạo ai?